Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì video này mình sẽ tiếp tục nói về ứng dụng V-Wallet giúp anh em có thể là kiếm được các token V nhá. Ở đây thì nó mới update một cái game mới, anh em có thể vô chơi này. Chúng ta sẽ chọn 3 con vật. Đấy, sau đó mức đặt cược bấm go, nhập mật khẩu vào. Bấm confirm. Nếu như chúng ta đoán đúng thì chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều V luôn. Đợi 3 giây nhá. Đó, mình đã thắng này. Mình đã chọn con mèo, con gà và con chim. Thì nó ra con chuột, con mèo với con cá. Mình trúng được con mèo, mình nhận được 2 V. Nếu như anh em nào chưa chơi ứng dụng này mà không biết cách tạo tài khoản, làm sao để bảo mật gì đó chúng ta lung tung, thì anh em có thể là xem lại video cũ của mình hướng dẫn cách tạo tài khoản nhá. Lúc tạo tài khoản nó sẽ có một cái mã backup dài khoảng 12 hoặc là 24 ký tự, anh em nhớ lưu lại. Sau này anh em đăng nhập lại tài khoản trên máy khác á, hoặc là bị mất máy hay gì đó lung tung, thì anh em có thể là đăng nhập lại để backup lại cái tài khoản nhá. Còn nếu như anh em không lưu coi như mất tài khoản luôn. Hàng ngày nhiệm vụ của anh em rất đơn giản thôi. Ở cái mục thứ hai này thì anh em chỉ cần nhấn vô cái hỏi chấm này, đó. Cứ 24 giờ anh em vô đây nhận một lần. Cái điểm V này á, trong phần winner này, nó sẽ từ 10, 20, 50 hay là 200 hay là 1000 gì đó thôi. Đó, ngày hôm nay là ngày 24 tháng 6 thì có người trúng được 50 V. Chưa thấy ai trúng 200 và 1000 cả, hôm qua có này. Nhưng mà cá nhân mình thấy thì khá xui là ngày nào mình cũng chỉ được là 10 thôi. Thì có nhiều anh em nói mình nhá, nhiều trường hợp sau khi nó update xong á, các bạn vô cái dấu hỏi chấm này các bạn nhận không có được. Thì thực sự là cái này, trường hợp này mình cũng hay bị nhá. Nhưng mà thông thường những người bị á, là Android dưới 7 chấm. Còn phần bên iOS á, thì mình không rành lắm. Lâu lâu nếu như mà ví dụ mình đang bắt một cái wifi có tên là anh Tuấn như thế này, mình mà chuyển xài một wifi khác và mình vô claim á, thì ở cái chỗ countdown này nè, nó sẽ không hiển thị là thời gian đếm nữa. Mà mình nhấn vô claim cho dù là nó hết 24 tiếng rồi, mình vô claim cũng không được, nó báo lỗi cái gì á. Sau đó thì mình chuyển về lại wifi mình hay dùng là anh Tuấn, thì mình claim vẫn không được. Cái đó thì mình cũng không hiểu là tại sao, nhưng mà qua 1-2 ngày á, mình lại claim lại như bình thường nhá. Nếu như anh em nào mà bị claim không được á, thì bây giờ hãy login lại đi, biết đâu nó được rồi đó. Được rồi, bây giờ mình sẽ vào cái phần trò chơi mới của nó. Zootopia. Zootopia. Sở thú rồi. Đó. Thì ở đây anh em vô chữ heo để chúng ta đọc cái thể lệ của nó. This is a lottery game. Và chúng ta sẽ chọn 3 con động vật và click vô chữ go. Thì cái game này nó sẽ bắt đầu, nó sẽ trả lại cho bạn kết quả là 3 cái con vật. Nếu như 3 con vật đó đều đúng, ba cái con vật mà bạn chọn á, thí dụ bạn chọn con chó, con mèo, con heo, ba con đó đều xuất hiện ra sau khi nó trả lại kết quả cho bạn, thì bạn sẽ nhận được là gấp 150 lần. Nếu như bạn đặt 10 V thì bạn sẽ nhận lại là 1500 V. Còn nếu như bạn chỉ đúng hai con thôi thì bạn sẽ nhận lại gấp 15 lần. Đặt 10 V bạn sẽ nhận lại là 150 V. Còn trường hợp cùi mà anh em hay gặp á, là anh em sẽ đúng được một cái thì anh em sẽ được x2. Nghĩa là nếu đặt 10 V thì bạn sẽ nhận được 20 V thôi. Đó, ở dưới này nó ví dụ này, for example. Nếu như mà bạn bỏ 10 V cho con mèo, con chó, con khỉ, sau khi bấm chữ go nó sẽ trả lại kết quả là con mèo, con chó, con ngựa. Thì bạn đúng được con mèo này, đúng được con chó này, thì chúng ta đã đúng hai con đúng không? Vậy thì đúng hai con anh em sẽ được x15 lần. Nghĩa là anh em đặt 10 V sẽ nhận được 150 V. Đấy, bấm close. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt một đi, ít thôi. Sau đó thì mình sẽ chọn vô là con chó này, con mèo này, con chuột đâu nhỉ? Đây, con chuột trên cục. Sau khi chọn ba con nó sẽ không cho chúng ta chọn tiếp nhá. Anh em bấm vô chữ go. Sau đó nhập cái mật khẩu của bạn. Đấy, mình bấm confirm. Bấm rainbow. Rồi, mình đã trúng cái gì đây? Mình đặt con chuột này, con chó này, con mèo này, thì máy nó đã trả cho mình kết quả là con chuột này, con mèo này, con gà này, nhìn hơi khó ha. Thì mình đã đúng được hai con là con chuột và con mèo. Vậy thì đúng hai con mình sẽ được x15 lần, nghĩa là mình đặt 1 V, mình đã trúng được 15 V.
Đấy, ngon không anh em? Cái này là hên xui nha, mình không nói là ai chơi cũng thắng đâu. Nói chung là ở đây nó có rất nhiều là con thú này, đấy, có rất là nhiều luôn. Anh em đếm xem bao nhiêu con, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 x 5, 25. 25 thêm 4 con dưới nữa là 29 con. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ được đặt 3 con thôi, nên cái tỷ lệ nó cũng phải gọi là khá thấp. Nhưng mà khi mà anh em trúng thì được rất là nhiều. Mình quay ra. Bên cạnh đó thì anh em vẫn còn hai trò chơi nữa. Trò chơi thứ hai này là hai roller bấm con phim. Đây thì chúng ta chỉ đặt cược thôi anh em. Cái số là 10.278 vi, nghĩa là số tiền hiện có của mình. Ở đây thì anh em càng đặt thấp này thì cái mức thưởng của nó reward sau khi anh em chơi á, sẽ cao lên. 1, 10, 50, 100 là cái mức cược của anh em. Reward là sau khi anh em thắng sẽ nhận được. Odds là cái tỷ lệ mà nó nhân lên thôi. Đặt 1 thì nhân lên là 6, nhưng mà trừ phí là còn 5.750. Odds winning là cái tỷ lệ win chết ra lung tung. Quan trọng là anh em cứ chơi thôi. Mình sẽ đặt là 1, 2, 3. Mình work, mình đặt 1 thôi. Đấy, giá, còn phim Rainbow. Đó, thì trò này nó cũng thế thôi. Mình đặt 1 đồng vi thì mình nhân lại được là 1,95. Vậy mình đã lời được là 0,95 vi. Đấy, quay ra. Tiếp theo cái trò thứ ba là Lucky Night. Trò này thì là đánh bài. Banker là đối thủ. Anh em sẽ chọn cho mình là cái mức cược thấp nhất của nó sẽ là 10 nha anh em. Go. Ở đây giống như chúng ta chơi xì dách vậy, nhưng mà nó hơi khác một tí thôi, không có xì bàn. Anh em cùng tính điểm này. Đó, mình đã thắng rồi nha, cộng 19,5 vi. Mình 36 là 9 điểm, nó 32 nó chỉ 5 điểm thôi. Cũng khá ngon đúng không anh em? Ba trò mình chơi đều thắng hết, có thể là do mình may mắn. Quay ra. Anh em lưu ý là những con tiên á thì nó chỉ tính là 10 thôi nhá. Đó, anh em có thể là tham khảo. Ngày trước á, thì mình có thu mua đồng vi này, nhưng mà hiện tại bây giờ mình đã thu mua đủ số lượng rồi và đợi khi nào nó cho rút á về ví thì mình sẽ thu mua nhá. Thì hồi trước mình có thu mua cho anh em á là 100 vi là 30k đúng không? Với cái giá hiện tại mà nó trên sàn á thì nó cũng phải x2 x3 lần. Với điều kiện là cái đồng vi này phải cho rút về ví thì mình mới bán được. Sau khi bán thì chắc chắn là sẽ tổ chức một event lớn cho anh em chơi. Vì dù sao đây cũng là các đồng vi anh em bán cho mình. Anh em có thể là ôm đi, sau khi mà app nó cho rút á, mình sẽ mua với cái nó gần bằng sàn luôn giúp anh em, để anh em kiếm nhiều. Hy vọng rằng app này sẽ sớm cho chúng ta rút cái đồng vi này về. Thực chất là đây cũng là một app ngon nha, nhưng tội là cứ mỗi lần update nó hay bị lỗi chỗ claim này, anh em inbox mình hỏi rất nhiều. Đấy, thì cá nhân mình cũng bị thôi, nhưng mà mình chỉ bị 1-2 ngày thôi chứ không phải là bị hoài. Cho mình cứ đổi một cái wifi khác mình claim thì nó hay bị lỗi. Anh em thử là chỉ dùng một cái wifi thôi nhá. Hoặc là nếu dùng 4G, 5G gì đó thì anh em nên dùng một loại thôi. Tránh tình trạng là anh em login trên nhiều cái mạng wifi khác nhau, anh em claim nó dễ bị lỗi. Nếu như anh em thấy video này hay, đừng quên tặng mình một like nhá. Và nhấn vào cái nút đăng ký, nhấn vào cái nút chuông bên cạnh để nhận thông báo video sớm nhất từ kênh của mình nhá. Trong trường hợp anh em đã bật chuông rồi nhưng mà vẫn không thấy thông báo á, thì chúng ta hãy thực hiện lại là hủy đăng ký. Sau đó bấm đăng ký lại và bật chuông lại. Vậy thì bạn sẽ reset được cái chức năng thông báo của YouTube. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hẹn anh em ở những video tiếp theo.